Phân khúc xe điện ông Phạm Nhật Vượng vừa gia nhập là màu vàng của thế giới, người Việt ngày càng ưa chuộng. Nhìn vào số liệu từ VAMA có thể thấy, xe bán tải là phân khúc đang được ưa chuộng không chỉ trên thế giới mà còn ở Việt Nam. Theo số liệu bán hàng vừa được Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam VAMA công bố, tháng 12 năm 2023, doanh số các dòng xe bán tải của Việt Nam đạt 2.360 xe, tăng mạnh 33% so với tháng 11-2023 và tăng 99% so với thời điểm tháng 1-2023. Lũy kế cả năm 2023, doanh số xe bán tải của nước ta đạt 20.122 xe, giảm 11,7% so với năm 2022. Kết quả này chưa bao gồm số liệu bán hàng của mẫu Nissan Navara khi nhà nhập khẩu phân phối mẫu xe này tại Việt Nam không công bố doanh số bán hàng. Sau khi sụt giảm nhẹ trong tháng 11, doanh số xe bán tải đã chứng kiến mức tăng mạnh trong tháng 12 khi lấy lại đà tăng trưởng. Nguyên nhân các mức sụt giảm trong cả năm một phần đến từ việc một số mẫu mã không có đủ nguồn cung cấp để đáp ứng nhu cầu thị trường. Thống trị phân khúc xe bán tải hiện nay của Việt Nam là Ford Ranger với thị phần chiếm đến 80% tại thị trường Việt, tương đương 16.085 xe được bán ra trong năm 2023, giảm 2% so với cùng kỳ năm 2022. Đứng thứ hai là Triton của Mitsubishi với doanh số 2.572 chiếc, tuy nhiên giảm 46% so với cùng kỳ năm 2022, chiếm thị phần 13%. Xe bán tải PT50 của Mazda đứng vị trí thứ 3 với 812 chiếc được bán ra tại Việt Nam trong năm 2023, tăng 7% so với năm trước. Isuzu D-Max đứng vị trí thứ 4 với 519 chiếc được bán ra trong cả năm 2023, giảm 31%. Đáng chú ý với mẫu bán tải của Toyota Hilux đã bán ra 134 chiếc trong cả năm 2023, tăng mạnh 1.240% so với chỉ 10 chiếc được bán ra trong cả năm 2022. Đáng nói, nếu như năm 2022, thị phần của xe bán tải chỉ đạt 4,5% thị phần, thì bước sang cả năm 2023 đã có bước nhảy vọt lên 7,28% trong tổng doanh số xe thương mại. Điều này đã chỉ ra rằng phân khúc xe bán tải đang ngày càng được lòng người tiêu dùng Việt Nam. Thực tế, theo Fortune Business Insight, thị trường bán tải toàn cầu được định giá 199,23 tỷ USD vào năm 2022, dự kiến đạt 208,67 tỷ USD năm 2023 và 299,98 tỷ USD trong năm 2030. Riêng với bán tải điện, công ty nghiên cứu thị trường RoMotion ước tính sản lượng bán ra trên toàn cầu sẽ đạt 2,6 triệu chiếc vào năm 2027, tăng từ 270.000 xe trong năm 2022. Trên thế giới, trong khi các hãng xe điện đang dốc sức cho những dòng như SUV, sedan hay ô tô điện mini, thì xe bán tải điện lại chứng kiến sức hút mạnh mẽ hơn cả khi các hãng ra đến đâu, sức nóng lan tỏa đến đấy. Các hãng truyền thống như Ford, Toyota, Nissan cũng đã nhảy vào cuộc đua bán tải điện, cùng với những gã khổng lồ xe điện Trung Quốc đang đánh chiếm thị trường toàn cầu với tốc độ thần tốc. Ford kiếm được phần lớn lợi nhuận từ xe bán tải, trong khi nhà máy ở Kentucky sản xuất Super Duty mang về lợi nhuận cao nhất trong toàn bộ mạng lưới toàn cầu của công ty này. Mẫu xe bán tải điện R1T nhỏ gọn của Rivian đã giành được nhiều lời khen ngợi trong cộng đồng ô tô, hay thương hiệu GMC đã nhận được sự quan tâm chưa từng có đối với chiếc xe bán tải điện Hummer có giá 110.000 USD của mình. Xe điện Denali của hãng Sierra có trị giá 107.000 USD của thương hiệu sẽ được bán vào đầu năm 2024. VinFast vừa chính thức giới thiệu mẫu concept bán tải mới tại triển lãm điện tử tiêu dùng CES 2024. Xe có chiều dài 5.324mm, rộng 1.997mm, khá tương đồng với chiếc Ford Ranger, mẫu xe bán tải bestseller tại Việt Nam. Thiết kế của VFY là sản phẩm của sự hợp tác giữa VinFast và công ty thiết kế Motif Australia, thành quả của hơn 8.000 giờ nghiên cứu và phát triển với sự tham gia của nhiều nhà thiết kế hàng đầu. Điểm nổi bật trên mẫu xe này là thiết kế hầm hố, kết hợp giữa sự cứng cáp mạnh mẽ cần thiết cho một mẫu bán tải và nét thời thượng trên các mẫu xe điện hiện đại. Nếu so sánh giữa xe bán tải điện và xe bán tải xăng, xe điện có những ưu điểm được lòng người tiêu dùng hơn. Trước đây, xe bán tải không được lòng người dùng bởi tiếng ồn và chi phí nhiên liệu cao. Tuy nhiên, xe bán tải điện đã giải quyết nhanh gọn được các vấn đề này. Do vậy, nếu VinFast đáp ứng được những kỳ vọng của người tiêu dùng về cả công nghệ và giá cả, xe bán tải điện hoàn toàn là một miếng bánh béo bở trên thị trường ô tô. Từ Cà Phê F, Độc Đáo TV tổng hợp và đưa tin. Dịch vụ thu âm phát loa, thu âm quảng cáo chất lượng cao, thu âm quảng cáo khuyến mãi, xả kho, ưu đãi dịp Tết cho siêu thị, cửa hàng, shop, hội chợ. Thu âm quảng cáo chuyên nghiệp, giá rẻ bất ngờ, đội ngũ MC kinh nghiệm, hỗ trợ nhiệt tình, khuyến mãi biên soạn nội dung. Liên tục tuyển cộng tác viên bán dịch vụ với hoa hồng hấp dẫn.
Liên hệ ngay Zalo 0964002593 để được tư vấn.